Những khám phá kỳ lạ và bí ẩn khiến giới khoa học cũng khó có thể giải thích. Một người đàn ông nằm ngửa lơ lửng trên không trung, sau đó lại quay đứng thẳng lên rồi tiếp đó lại lộn nhào tiếp cách mặt đất khoảng vài mét giữa ban ngày trước sự chứng kiến của rất nhiều người mà không phải là ảo thuật hay có sự trợ giúp nào cả. Vậy bạn có tin được hay không? Điều gì đã khiến anh ta làm được như vậy? Hãy cùng khám phá ngay và luôn các bạn nhé! Cái cây biết thở khiến mọi người sửng sốt. Thật không thể tin nổi, hoa lá cỏ cây thì làm sao mà biết thở cơ chứ? Thế nhưng đây lại là câu chuyện hoàn toàn có thật. Chuyện là vào ngày 16 tháng 6 năm 2022, một đoạn video đáng kinh ngạc cho thấy một cái cây như thể nó đang thở tại Calgary của Alberta, Canada được lan rộng trên mạng xã hội, khiến ai nấy cũng đều giật mình sửng sốt và bàng hoàng trước hiện tượng kỳ lạ này. Trong video có thể thấy rằng một thân cây đang hít vào và thở ra bằng cách đóng và mở vết nứt trên thân giống như cách mà con người thở. Sự việc này đã được camera của một chuyên gia ghi lại. Anh được cử đến hiện trường sau cơn bão vào rừng để loại bỏ nguy cơ cây đổ tránh tai nạn. Và trước cảnh tượng này, ai nấy đều nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này trong đời bao giờ cả. Cứ như một cảnh tượng trong bộ phim viễn tưởng vậy. Rất ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, người đàn ông còn chia sẻ rằng vào thời điểm đó có mưa lớn và gió mạnh. Trong lúc trùng tu, đâu đó anh nghe thấy có tiếng răng rắc rất lớn và nhờ âm thanh đó anh đã tìm ra cái cây này. Cái điều đáng nói là mặc dù trẻ ra làm đôi từ trên xuống dưới, nhưng cái cây vẫn đứng rất chi là vững. Video này được chia sẻ trên YouTube đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và bình luận từ mọi người. Người thì cho rằng đó là một điều tuyệt vời, nhưng đa số đều nghĩ trông nó rất kỳ quái, đáng sợ khiến người ta phải nổi cả da gà. Ông chú có siêu năng lực đặc biệt bay lên không trung. Chắc hẳn ngày còn bé thì ai trong số chúng ta cũng đã mơ ước được trở thành người có năng lực siêu nhiên giống như là các người hùng trên màn ảnh hoặc sở hữu khinh công bay lượn giống như là phim kiếm hiệp. Nhiều người cho rằng nó chỉ tồn tại trên phim và đó là những kỹ xảo điện ảnh mà thôi. Thế nhưng không thể tin được, trên thực tế lại có những người mang trong mình quyền năng vô cùng đặc biệt, thậm chí là dị thường mà không phải ai cũng có thể làm được. Ví dụ như người đàn ông trong video này đây, có lẽ anh ta đang biểu diễn trong một nghi lễ gì đó. Nghi lễ có âm nhạc, ca hát và một đám đông đang tụ tập để xem. Video cho thấy dường như người đàn ông đang lơ lửng, cách mặt đất vài mét. Lúc đầu người này đang ở tư thế nằm ngửa, như thể được nhấc lên khỏi mặt đất. Sau đó anh ta bắt đầu quay xung quanh đứng thẳng lên, rồi tiếp đó lại lộn nhào. Màn trình diễn diễn ra giữa trưa, khi mặt trời chiếu thẳng rực rỡ nên không thể soi ra được bất kỳ sợi dây nào có thể giúp người đàn ông này bay lên. Ngoài ra không có một cái cây hay bất kỳ công trình kiến trúc nào gần đó để hỗ trợ anh ta, khiến nhiều người thật khó để tưởng tượng làm thế nào mà sự việc đáng kinh ngạc này lại có thể xảy ra. Cơ mà bạn có tin hay không, có một số tín ngưỡng cho rằng con người có thể đạt được những điều tuyệt vời, vượt ra khỏi khả năng thông thường của họ bằng cách sử dụng phương thức thực hành như là thiền định hay tập yoga, từ đó chúng ta có thể đạt được năng lực như là bay lên không trung hay là đi trên mặt nước. Ở trong kho tàng võ thuật Trung Hoa cũng có nhắc đến việc con người có khả năng bay lượn hay còn gọi là khinh công thông qua tập luyện. Các phương pháp tập luyện nhằm mục đích làm cho cơ thể linh hoạt, nhẹ nhàng, bước đi nhanh nhẹn. Còn các phương pháp tọa thiền luyện tĩnh công sẽ nhằm khơi gợi tiềm năng trong cơ thể và giảm nhẹ sức hút của trái đất. Khi mà kết hợp nhuần nhuyễn hai phần đó, người tập luyện sẽ rất nhanh chóng đạt được khả năng khinh thân. Tuy nhiên, để luyện tập được khinh công thượng thừa, thực sự phải trải qua một phen gian khổ, nó khó hơn các công phu khác rất nhiều. Vì vậy, người học đã ít, người đạt đến công phu tuyệt kỹ lại càng hiếm hoi. Những người biết khinh hành, họ có thể đi vài trăm dặm trên những nơi địa hình núi non hiểm trở. Người công phu cao hơn có thể đạt được khả năng khinh hành như là đi bộ cực nhanh hoặc chạy trên mặt nước. Còn những ai thật sự có thể đạt được cảnh giới cao thâm sẽ có thân thể linh thông như là chim én, nhẹ nhàng lướt đi như gió. Ngoài ra, giới tu luyện thường có một quy định rằng không cho phép thể hiện năng lực siêu thường trong xã hội nhân loại hiện nay. Đa số họ thường mai danh ẩn tích ở những nơi thâm sơn cùng cốc, không cho con người biết đến, bởi vì họ không được phá hoại trạng thái hiện nay của con người. Nếu không thì những năng lực hoặc thần thông ấy sẽ rất nhanh chóng biến mất thôi. Và nếu được biểu diễn thì họ chỉ làm dưới mác ảo thuật hoặc thể hiện ở trong núi sâu rừng già, nơi không có con người biết. Theo như các ghi chép lưu lại, thì khả năng tự bay trong không khí đã tồn tại rất lâu ở Ấn Độ và Tây Tạng. Minh chứng rõ ràng nhất chính là Subhaya Puliva. Ông là một trong những nhà yoga hàng đầu Ấn Độ, đã công bố bức ảnh ông bay lơ lửng trên mặt đất vào cuối thế kỷ 19. Ông đã tập yoga hơn 20 năm ở một căn lều và có thể dùng một thanh gậy chống xuống đất và nhấc toàn cơ thể bay lơ lửng trên không. Ông có thể nhắm nghiền mắt và giữ liên tục như vậy trong 4 phút liền. Sau khi tiếp đất, chân tay của ông cứng đờ và phải xoa bóp, ngâm trong nước lạnh liên tục mới trở về trạng thái ban đầu.
Một minh chứng khác là giáo sĩ đạo Tin lành phương Tây Joseph Capetino, người có khả năng bay lên không trung được nhắc nhiều nhất trong sách báo. Giáo sĩ đạo Tin lành này có thể lơ lửng trong không khí khoảng 2 tiếng đồng hồ. Giới khoa học đã quan sát Joseph khinh thân 100 lần và ghi chép những nhận xét trong tài liệu chính thức. Tuy nhiên, cũng chính tài khinh thân đã đẩy cuộc đời ông vào chốn long đong tuyệt vọng do một số kẻ cho rằng ông chính là phù thủy. Người đàn ông câu được cá vàng khổng lồ. Vào ngày 21 tháng 11, có một người đàn ông tên là Andy Hackett, 42 tuổi, đã câu được một con cá vàng khoảng 25 tuổi. Sau hơn 25 phút vật lộn với nó ở hồ Blue Water ở phía đông bắc nước Pháp trong một chuyến đi câu cùng bạn bè, ước tính con cá khủng này nặng tới 30 cân. Nó được lai giữa cá chép vàng và cá koi, toàn thân phủ một màu cam sáng chói. Vì thế mà sau đó người ta đã đặt tên cho nó là củ cà rốt. Theo như Jason Collar, người quản lý hồ câu cho biết rằng, trước đây đã có người câu trúng con cá này, nhưng sau lại thả nó xuống hồ. Nhưng không ngờ rằng điều gì đã khiến nó phát triển nhanh thần kỳ đến như vậy. Và vì đó mà nó được coi là con cá vàng nặng nhất trên quả đất. Có thể nói rằng cá chép vàng thì chúng ta đã thấy rất nhiều lần rồi, đặc biệt là trong ngày ông công ông táo. Nhưng bạn đã bao giờ nhìn thấy một con cá chê màu vàng trước? Giống như một quả chuối chín khổng lồ, con cá chê màu vàng tươi này đã được Lát, một người câu cá chuyên nghiệp và người em song sinh câu được trên một hồ nước ở Hà Lan. Con cá kỳ lạ và khác biệt đến nỗi rằng khiến cho Lát lúc đầu rất hoảng sợ, bởi hầu hết tất cả các loại cá da trơn đều có thân màu xanh đen đậm, với một số ít đốm vàng lốm đốm. Cả cuộc đời đi câu, anh chưa bao giờ nhìn thấy một con cá da trơn nào lại màu mè như thế này cả. Lý giải cho sự kỳ lạ này, có thể con cá da trơn màu vàng chanh đã mắc hội chứng rối loạn di truyền hiếm gặp, nhưng bằng một thế lực nào đó, nó đã thoát khỏi sự diệt vong sớm và có thể phát triển to lớn hơn nữa. Sau khi chụp một vài bức ảnh, Glass thả con cá trở lại hồ nước với hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục phát triển to hơn nữa và sẽ mang đến một bất ngờ lớn hơn cho một cần thủ khác trong tương lai. Kỳ dị sóng biển sáng lấp lánh như ma thuật. Có một sự thật không thể nào chối cãi là chúng ta đều biết rằng nước biển thì cũng giống như nước bình thường, hoàn toàn trong suốt và không màu. Màu nước biển mà ta nhìn thấy ban ngày thực chất đó là sự phản chiếu ánh sáng mặt trời tạo thành mà thôi. Còn vào ban đêm, nước biển chúng ta nhìn thấy sẽ là một màu đen kịt. Thế nhưng kỳ lạ là ở một số địa điểm cụ thể trên trái đất, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nước biển màu xanh kỳ lạ vào ban đêm. Nước biển xanh dạ quang sẽ trào lên qua từng đợt sóng xô vào bờ cát và đây được gọi là hiện tượng làn sóng phát dạ quang xanh. Nguyên nhân của hiện tượng này là do sự phát quang của một số loại sinh vật phù du sống lơ lửng trong nước biển gây ra. Theo chuyên gia hải dương học thuộc Đại học Harvard của Mỹ, hung thủ gây nên hiện tượng này là do các loài sinh vật phù du gây ra, cụ thể đó chính là loài tảo biển. Loài tảo biển này ban ngày phát ra ánh sáng màu đỏ và nó cũng chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng thủy triều đỏ khi chúng nở hoa rầm rộ với số lượng lớn. Còn vào ban đêm, chúng lại phát ra ánh sáng neon màu xanh, chuyển động trong nước biển và gây ra hiện tượng nêu trên. Đồng thời, do số lượng cá thể rất đông, một số bị trôi dạt vào bờ tạo thành một bãi cát màu xanh phát sáng tuyệt đẹp trong đêm. Cảnh tượng sóng đóng băng vỡ vụn khi xô vào bờ. Một đoạn video ấn tượng mới đây được ghi lại ở hồ nước Baikal, hồ nước ngọt sâu nhất thế giới ở Nga, đã khiến không ít người phải há hốc miệng khi xem. Đó là cảnh tượng ngoạn mục của những con sóng đóng băng không ngừng xô vào bờ. Và nguyên nhân của hiện tượng này là gì bạn có biết hay không? Chính là do thời tiết. Như chúng ta đã biết thì Nga vốn là một đất nước có mùa đông cực lạnh, nhiệt độ xuống thấp khiến cho phần nước hồ băng đóng lại. Nó bị đóng băng tới 5 tháng một năm và băng dày đến mức xe hơi có thể thường xuyên chạy trên bề mặt của nó. Khi trên bề mặt này có các vết nứt lớn sẽ tạo ra nhiều tảng băng trôi nổi tự do trên mặt hồ. Khi gặp gió mạnh, lực đẩy của gió làm tăng tốc độ các tảng băng khổng lồ, các mảng băng sẽ di chuyển chậm chậm một cách kỳ lạ khi vào bờ, rồi xếp chồng lên nhau khi tiếp cận với mặt đất. Sau đó sẽ vỡ vụn ra, xuất hiện giống như một làn sóng tạo ra âm thanh loảng xoảng như tiếng tàu hỏa đang chạy qua, mà người ta gọi đó là hiện tượng sóng băng. Bí ẩn công nghệ nấu chảy đá của người cổ đại. Ủa, các bạn biết công trình cổ đại này là của đất nước nào? Đây chính là một di tích cổ đại mang tên Sacsayhuaman, nằm ở ngoại đô thủ đô Cusco của đế quốc Inca, nay thuộc đất nước Peru bí ẩn. Và đây là khu vực có nhiều công trình xây dựng mà đến nay vẫn luôn khiến nhiều nhà khảo cổ học và các nhà khoa học đau đầu. Công trình kỳ vĩ này cũng như vậy. Nó được xây dựng từ các khối cự thạch siêu to khổng lồ, nặng đến nỗi máy móc hiện đại cũng rất là khó khăn khi vận chuyển và đặt chúng vào đúng vị trí mong muốn. Vì vậy mà giả thuyết được đưa ra rằng rất có thể con người thời cổ đại đã có một loại công nghệ nung chảy đá tiên tiến hoặc một loài thực vật đặc thù có khả năng làm mềm đá theo nghĩa đen. Theo các nhà nghiên cứu thì những viên đá granite ở Cusco đã được nung nóng đến một nhiệt độ rất cao để làm tan chảy. Sau đó chúng được đặt cạnh các khối đa giác đã đặt sẵn tại vị trí để tự nguội dần. Các hòn đá mới sẽ được đặt lên hòn đá đã cố định với độ chính xác gần như hoàn hảo, nhưng chúng vẫn là những khối granite riêng biệt. Sau đó sẽ có nhiều khối đá được làm tan chảy rồi đặt lên vị trí xung quanh để tạo thành một bức tường đá khổng lồ.
Giả thuyết này càng đáng tin cậy hơn khi các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những dấu hiệu của quá trình thủy tinh hóa tại các địa điểm khảo cổ quanh Cusco. Ngoài ra còn có một số bằng chứng cho thấy người Peru cổ đã từng tiếp xúc với nhựa của một loại cây có khả năng làm mềm đá. Nhờ đó họ có thể làm cho những tảng đá khớp với nhau hơn và xây thành bức tường đá rắn chắc. Loài cây này đã được nhắc đến trong cuốn sách Cuộc thám hiểm Fouquet, hành trình đến thành phố thất lạc Z của đại tá Fouquet. Trong cuốn sách ông đã kể lại rằng, một người bạn của ông khi còn làm việc tại trại khai thác mỏ ở Cerro de Pasco miền trung Peru, người này đã từng phát hiện ra chiếc lọ lạ trong một ngôi mộ thuộc nền văn minh Inca hoặc là tiền Inca. Người thợ mỏ này nghĩ rằng đây là loại thức uống có cồn nào đó rồi vô tình đập chiếc lọ vào đá. Khoảng 10 phút sau thì phát hiện ra thứ chất lỏng đó đã không còn nữa, toàn bộ đã ngấm vào tảng đá và tảng đá cũng trở nên mềm như xi măng ướt, như thể tảng đá đã tan chảy ra. Một lần khác, ông còn tình cờ quan sát được một con chim lạ ở Amazon. Ông nhìn thấy nó làm tổ bằng cách chà sát nhánh cây lên đá, tạo thành một khoang rỗng trên đá và con chim dùng khoang rỗng này để làm tổ. Nghe đến giả thuyết này, chắc hẳn nhiều người cho rằng đây có thể là một ý tưởng xa vời. Làm sao có thể nhờ vào nhựa từ một loại cây mà dựng nên những công trình đáng kinh ngạc như vậy? Tuy nhiên, vì các nhà khoa học hiện nay vẫn chưa thể lý giải được cách thức các công trình cự thạch cấu thành từ các tảng đá lớn ở Peru cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới được xây dựng, do đó chúng ta không nên phủ nhận bất kỳ ý tưởng nào.